Hôm nay thật sự là rất là vui khi mà anh đến nhà được nhạc sĩ Đức Nha thăm ông bá nhà được về anh hạ tại phòng thu của được, cảm thấy thật là hạnh phúc. Hôm nay là sẽ hát tặng tất cả mọi người bài hát là ngày xưa anh nói. Chuyển sang tiếng Kinh nhá. Hôm nay em Yến rất là vui khi mà được đến tại gia đình của anh nhạc sĩ Đức Nhã và chị Lương, cảm thấy rất là hạnh phúc. Em xin được hát tặng anh chị và anh yêu và tất cả mọi người bài hát ngày xưa anh nói do anh Đức Nhã đệm đàn ạ. Trông sao nhắc tên anh,
sao ơi sáng người thêm soi qua lòng đất mẹ lại buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia vui mới biết tình lâu dài. Sương khói tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên thềm hoa nhưng gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ thương. Em cảm ơn anh Đức Nhã rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Cảm thấy rất là vui luôn anh ạ.